Các bạn có thấy quầy tính tiền không? Đấy, tính tiền nó như thế này này. Nhiều. Có ghê luôn. Đây là quầy bán cam, bạn nhìn này. Đấy, cam nha các bạn. Đấy, cam đấy. Giá của nó là 680 yên. Đây bán cả hàng rẻ đó các bạn. Rẻ không? Rẻ đấy các bạn. Ăn này. Đấy, dưa gang thấy không? Đây dưa gang này, nhìn thấy. Wow. Cam đây các bạn. Cam quýt này. Đấy, cam quýt này. Đấy, quả cam nhà tôi như này này. Đấy, 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 đấy. Đây thanh long này, mình nhìn thanh long chưa? Wow. Thanh long ấy. Thanh long hành lá này. Hành lá đấy các bạn. Có cải này. Đây là cái củ khoai. Khoai này. Khoai. Và đây là quầy bán tô đồ. Mọi người này. Quầy bán cua đây các bạn này. Cua đấy, cua đấy, cua đấy. Mình quay dần cho các bạn xem. Tôm này. Bạch tuộc đấy các bạn. Sushi các bạn.